hồi vật lộn con gà thì soja sốt đã bắt xong con gà đây rồi. Xin chào em, chị Liêu đây. Em ơi, hôm nay chị Liêu đã bí mật chuẩn bị một thử thách cực kỳ thú vị dành cho các thành viên của Liêu Liêu Kids đấy. Em có tò mò không? Nhân lúc mà mọi người đang đi ra ngoài quay thì chị Liêu đã chuẩn bị sẵn ở đây những cái tờ giấy, trong này viết những cái thử thách mà buộc phải làm trong đợt Tết đấy. Wow. Thì nữa mọi người vào thì chị sẽ đưa cho mỗi người bốc khoảng từ 1 cho đến 2 thử thách và phải thực hiện trong đợt Tết này. Các em hãy cùng theo dõi nhá. Hello. Xin chào tắm mèo. Anh nhầm xuất hiện xuất nhỉ? À hôm nay là tắm mình nha. À đang tắm mèo à? Ok ok. Xin chào tắm mèo nhá. Không. Không 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 không. Đây có quà cho bạn này. Quà nhá. Có lại quà. Ừ mấy bạn. Tôi đoán xem là một là dọn nhà vệ sinh này, hai là dọn bếp này. Tôi tự làm luộc gà thắp hương ngày Tết. Đúng rồi. Chúc mừng bạn. Luộc gà nó phải bay bay như này. Em luộc cho nó bọt này. Rồi chúc mừng bạn đã gia nhập vào thử thách ngày Tết. Challenge à? Ừ challenge ngày Tết. Đây. Em không biết luộc gà thôi. Không. Thế thì sẽ phải làm thôi. Đây chính là thử thách của bạn, tự làm và luộc gà thắp hương ngày Tết. Xin chúc mừng. A few moments later. Oh, bạn tắm mèo đang làm gì một góc các bạn ơi? Đang xem cách luộc gà. Nhưng mà nhiều kiểu quá, không biết luộc kiểu gì hết. Luộc kiểu này hay là kiểu này hay là như này. Hay như này. Sao này nha. Hay là luộc trong cây chuối. Rồi, bạn tắm mèo mời bạn bốc thử thách thứ hai của bạn. Đây. Đi chùa vào đêm giao thừa. Đúng bài à? Tám mèo cũng đi chùa đem giao thừa ấy. Ui thật á? Ui giời ơi, thế vậy là đây không phải là một thử thách khó à? Đúng. Rồi vậy thì bạn hãy quay lại lúc bạn đi chùa và đem giao thừa nha. Ok. Dọn vệ sinh thôi à? Người thứ hai, xin chào Mai Mỉ. Mai Mỉ à, bạn đã biết bạn phải làm gì rồi đúng không? Bốc một cái đi ạ. Cái gì đấy? Cho bài phút. Cái gì cơ? Trời ơi. Đâu bạn giơ thử thách của bạn ra xem nào. Đây chính là đâu rồi? Plank trong vòng 2 phút, bạn tự tin không? Tự tin, thế thì quay lại nhá, nhớ chưa? Quay lại nhỉ? Đúng rồi, bạn phải quay lại nhá. Rồi, ok, đây là lần thử thách thứ hai của bạn nhá. Bạn bốc cái thứ hai nào. Xin chữ Leo Leo từ ông đồ. Rồi, chúc mừng bạn. Ok, bạn nhớ quay lại thử thách này nha. Dạ. Tiếp theo, người thứ ba. Ôi trời, bạn ơi, bạn này tối quá, bạn dứt ra ngoài này tí. Dứt ra ngoài này tí. Nào, xin mời. Bốc đi, bốc đi, bốc đi. Giới thiệu món ăn đặc sản của quê mình. Rồi, ok, đây là một thách rất là dễ đúng không? Tiếp nào, mời bạn bốc thử thách thứ hai. Cái này có vẻ ngắn lắm. Ngắn là chết rồi. Có một con cá này. Có một con cá. Chúc mừng bạn nhá, phải câu được một con nhá. Phải câu được nhá. Bây giờ mình phải tự đặt ra thử thách cho chị Liêu. Kìa. Chị Phương Anh đu cây như kiểu khỉ. Đu cây. Đi rừng mà không muốn đứng giữa đám đâu. Đó là phải ăn cả và ăn hết.
Không, chị Phương Anh cái gì ăn cũng được. Chị Phương Anh ăn được nhiều lắm. Cái gì chị chả ăn. Chị Phương Anh ăn chứ. Để lại luôn. Bây giờ ấy, phải cho chị Phương Anh ra đám đông rồi xong rồi hét lên. I have a dream. Đấy. Chị phải quay lại cảnh mọi người nhìn chị. Ừ, phải làm giống đông đấy. Hát, có biết hát bài Long Phụ Trung Bảy. Nhảy bài Long Phụ Trung Bảy ra đám đông ấy. Ừ, đúng rồi. Đây không phải vừa nhảy. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi rồi, là phải quay được reaction. Ừ. Ê, và mang tất cả các đặc sản nổi tiếng. Mang tất cả các đặc sản nổi tiếng ở Điện Biên. Về đây. Nhưng mà năm nay chị Phương Anh không về Điện Biên, về Phú Thọ. Thì Phú Thọ về Điện Biên mà. Chị bảo chị không, về ba chỗ Điện Biên, Phú Thọ, Tuyên Quang. Tuyệt vời ông mặt trời. Nhiều. Nào cầm lấy, người ta đọc. Chị đọc to lên đi. Gào mồm nhảy và hát Long Phụ Xung Vầy quay cả reaction. Cái gì đó? Cái gì? Cái này là cái gì? Chị hiểu không? Mừng tên đen và lâu đen. Dạ, ra đi quay nhảy đấy. Chị vừa nhảy, chị vừa hát thôi. Chị quay mọi người đang nhìn chị như nào. Không, không, không thì chị phải lì xì bọn em. Thôi, làm hoặc là lì xì nhá. Ok ạ. Rồi, đấy chị. Thì có chiếc điện đấy. Điện nước. Cái gì? Mang đặc sản Điện Biên, Phú Thọ và Tuyên Quang để cả văn phòng cùng ăn. Không phải để tôi ăn à? Chị ăn cả Tết rồi. Chị ăn cả Tết rồi. Ôi giời ơi. Tôi bị bốc lột như này đây. Ai lại ban tổ chức cho cuộc thi này hả? Cầu Hưng Yên. Yeah. Bây giờ thì đã là 5 giờ chiều rồi các bạn ạ. Có nghĩa là đã đến lúc Soja Sốt phải thực hiện thử thách của Leo rồi. Trong những ngày Tết này thì Leo đã giao cho Soja Sốt một thử thách, đó là làm và luộc gà để thắp hương. Mà từ bé đến giờ Soja Sốt đã bao giờ luộc gà đâu. Toàn bố làm thôi. Nên là thử thách này đối với Soja Sốt vô cùng khó khăn luôn. Nhưng mà tớ sẽ cố gắng để thực hiện nó. Các bạn nhớ đón xem nhá. Yeah. Đây Soja Sốt sẽ thực hiện thử thách lần đầu tiên trong đời đi bắt gà và mổ gà thịt gà luôn. Bây giờ tớ sẽ đi bắt con gà ở đây nhé. Yeah. Vậy là sau một hồi vật lộn con gà thì Soja Sốt đã bắt xong con gà đây rồi. A few moments later. Hiện tại thì Soja Sốt đang trên đường đi sắp lễ để chuẩn bị vào chùa thắp hương đấy. Yeah. Các bạn nhìn chùa ở chỗ Soja Sốt có đẹp không? Đây chính là ngôi chùa nổi tiếng chùa Chăm Gian vừa được sự phục dựng lại. Ở hiện tại thì chưa xây xong nhưng mà cũng sắp xong rồi, rất là đẹp luôn. Có cả hoa này. Có hai cây mai rất là to ở đây luôn. Vậy là Soja Sốt đã hoàn thành nhiệm vụ đi lễ chùa rồi. Xin chào các em, chị Leo đây. Ôi, không biết thời tiết chỗ các em như thế nào chứ thời tiết ở đây hiện đang rất là lạnh luôn ý. Chị Leo đang có mặt ở quê ông bà ở Phú Thọ. Và trước Tết thì chị có nhận được một thử thách, đó chính là tìm những cái đặc sản của quê của mình để mang đến cho các thành viên trong Leo Leo Kids. Thế thì hôm nay chị sẽ quyết định đi chợ lạnh, là một cái điều rất là nổi bật ở Phú Thọ, để xem là có cái món gì mua và mang đến cho các thành viên Leo Leo Kids không nhé. Bây giờ thì đi thôi.
Tình hình là rất tình hình các em ạ. Có lẽ là do chị đã đi quá muộn cho nên là không còn chợ lạnh nữa. Chị Leo cũng đã tạt qua một vài các cái chợ bình thường để xem có cái món gì không. Nhưng mà rất tiếc là chị không tìm thấy những cái món đặc sản của Phú Thọ như là bánh hòn tai hay là thịt chua. Thôi nhưng mà không sao, chị Leo đã chuẩn bị sẵn những cái món đặc sản của Tây Bắc rồi. Tên tên đây chính là hai món đặc sản Tây Bắc mà chị Liêu đã chuẩn bị rồi đây. Đây là thịt bò khô này và đây chính là lạp xưởng Tây Bắc. Cái lạp xưởng này thì ăn không hề ngọt đâu nha, mà nó sẽ có một cái vị mặn mặn và chua chua một chút. Thế thì bây giờ thì chị Liêu sẽ chế biến hai món này để cho các em cùng thấy nhé. Đây bây giờ để làm chín cái miếng thịt bò khô này thì chị Liêu sẽ vùi nó vào trong cái đống than đỏ này nhá. Bây giờ để làm mềm cái miếng thịt này ra thì chị sẽ dùng một cái chày siêu to khổng lồ này để đập cho nó mềm ra nhá. Tiếp theo mình chỉ cần xé miếng thịt này ra là đã có một đĩa thịt trâu khô vô cùng thơm ngon này rồi đấy. Thư, ngon không? Nha. Yeah. Không biết món gì đâu. Trâu khô. Đúng rồi. Anh thấy ngon không? Khác thấy ngon không? Ngon không Bình? Có cay không? Cay cay cay. Nhưng mà ngọt đúng không? Thịt rất là ngọt đúng không? Món đặc sản tiếp theo đó chính là món lạp xưởng Tây Bắc. Cái món này thì mình chỉ cần rán lên thôi là có thể ăn được. Ui, trông nó vàng thế này. Cay thơm ngon chứ. Nó không ăn sao. Mùi rất là thơm luôn á. Ăn nó đẹp. Xin mời các khán giả đi ăn thử nào. Món này gì nè? Đây là món lạp xưởng. Lạp xưởng. Thư thế nào? Ngon. Ngon á? Vị như nào? Vừa ngon vừa mặn. Vừa ngon vừa mặn. Bình, Bình thấy nào? Vị nó hơi chua. Hơi chua, ừ. Nào, anh. Các thấy thế nào? Ngon à? Có vị như nào? Ngọt á? Thế á? Ngọt không? Không. Ừ, mặn mà nhỉ? Ừ, chua chua mà nhỉ? Cái món này rất ngon. Rất ngon á? Ừ. Bình chờ chấm mấy điểm? Trên thang điểm 10. 10 điểm. Uầy. Đó, vậy là cuối cùng thì chị Liêu đã thực hiện xong cái thử thách này. Đó chính là giới thiệu các món đặc sản và đem những cái món đặc sản này đến cho các thành viên của Liêu Liêu Kids. Thì các bạn thấy được rồi nha. Rồi, bây giờ đây là những bạn fan cứng của Liêu Liêu Kids đúng không? Rồi bây giờ thì mình cùng nói tên Liêu Liêu Kids nha. 1, 2, 3. Liêu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Mai Mi ở đây. Hôm nay đã sáng ngày mùng 1 Tết. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện những cái thử thách mà hôm trước mình đã bốc được. Các bạn hãy đón chờ xem là mình sẽ làm những thử thách đấy như thế nào nhá. Xem thử thách thứ hai thì chúng mình sẽ thử ở đâu. Bật mí, đây là một địa điểm rất là đông các bạn nhỏ, các bạn học sinh sinh viên đến của Hà Nội vào mỗi dịp Tết. Chúng ta hãy cùng đi nhá. Các bạn, hiện tại thì Mai Mi đang ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Này, Mai Mi sẽ dẫn các bạn đến Văn Miếu, nhưng mà các bạn có biết Mai Mi đến Văn Miếu nào không? Nếu các bạn muốn biết thì hãy theo Mai Mi nhá. Wow, ở đây rất là đông các bạn ạ. Wow. Đây là thử thách mà Mai Mỉa cần thực hiện. Chính là xin chữ ông đồ. Nhiều người quá, quảng trường cũng đông nghịt người luôn các em ạ.
Hôm nay á, chị dẫn các em đi ăn một món ăn rất là nổi tiếng, một cái món đặc sản của thành phố Thái Bình, đấy chính là bún cá Thái Bình đấy. Nghĩ đến mà thấy thèm rồi các em ạ. Trong thời tiết lạnh như thế này mà mình được ăn một bát bún cá nóng hổi thì siêu ngon luôn. Bây giờ các em hãy đi cùng chị đến hàng bún cá để thử xem món bún cá Thái Bình này có gì đặc biệt không nhé. Điểm đặc biệt của món bún cá Thái Bình chính là có rau ngót đấy các em ạ. Ngoài ra còn có chả cá, bún và thịt cá nữa. Món bún cá này còn được ăn cùng măng và ớt chưng nữa. Ôi, hương vị thật đặc biệt và khó quên ấy. Ngon quá đi mất. Các em ơi, chị đã hoàn thành xong nhiệm vụ dẫn các em đi ăn thử món canh cá Thái Bình rồi đấy. Trong cái tiết trời mà vừa mưa vừa lạnh thế này mà được ăn một bát canh cá nóng hổi là siêu thỏa mãn luôn đấy các em ạ. Các em ơi, chị còn có một thử thách nữa trong thời gian nghỉ Tết ở quê, để chị ra phải thử thách chụp ảnh cùng với ba bạn fan của chị. Và bây giờ chị đã tìm thấy hai bạn fan rồi. Các bạn đang đứng ở ngoài cửa đây mà. Bây giờ các em hãy cùng với chị đi ra cho các bạn ấy xem các bạn là ai nhá. À đây, chị đã thấy hai bạn ý rồi kìa. Hello, xin chào các em. Em có thể giới thiệu lại tên em là gì được không? Tên là Sóc đúng không? Và tên là gì? Bông, đây là bạn Sóc và bạn Bông. Hay em có xem kênh Leo Leo Kids không nhỉ? Có đúng không? Hôm nay chị phải thực hiện một cái nhiệm vụ, đấy là phải chụp ảnh cùng với các bạn fan của Leo Leo Kids. Các em có muốn chụp ảnh với chị Chan Chan không? Có, ok, bây giờ mình có thể chụp ảnh nha. Các em ơi, bây giờ chị đã hoàn thành xong nhiệm vụ là chụp ảnh với hai bạn fan này của Leo Leo Kids rồi. Rất cảm ơn hai bạn là bạn Sóc và bạn Bông đã giúp chị hoàn thành nhiệm vụ này. Và bây giờ các bạn ấy chuẩn bị về nhà rồi nên là các bạn hãy cùng gửi lời chào tạm biệt đến các bạn đang xem. Bye bye các bạn nhé. Bye bye. Chính là dâu tây đây. Xin chào các bạn. Hôm nay đã là mùng 5 Tết rồi. Vì thế cho nên dâu tây phải thực hiện thử thách của mình thôi. Thử thách đầu tiên mà dâu tây sẽ làm đó chính là bắt cá. Các bạn hãy cùng đón xem dâu tây nhé. Đây chính là bể cá của nhà dâu tây đó. Và ở trong kia thì có rất là nhiều cá luôn. Chú cá này mẹ dâu tây đã mua từ hôm 23 Tết và thả vào đây. Bây giờ tớ sẽ bắt chú cá này nhé. Yeah! Bước 1, dâu tây đã chuẩn bị sẵn một chậu nước để đựng chú cá bắt được của dâu tây vào. Bước thứ 2, dâu tây sẽ đeo găng tay vào nhé. Các bạn có tin là dâu tây sẽ bắt được cá không? Trông dâu tây thế này thôi nhưng mà dâu tây rất giỏi đấy nhé. Các bạn cùng chờ xem. Ok, vậy là dâu tây đã sẵn sàng rồi. Bây giờ dâu tây sẽ đi bắt cá. Bây giờ tớ sẽ rắc lên trên để cho cá lên ăn nhé. Chính đi kèm với topping là thịt lợn luộc vàng ươm màu nghệ, lươn chiên sơ, rau thơm, giò và trứng thái sợi, nhìn thôi đã thấy hấp dẫn và ngon mắt rồi. Bây giờ dâu tây sẽ ăn thử nhá. Siêu ngon xuất sắc luôn các bạn. Dâu tây thấy thịt rất là thơm, lươn được chiên vàng rụng và nước dùng cũng rất là đậm đà nữa. Đây đúng là một món ăn siêu siêu ngon mà các bạn nên thử khi đến Hưng Yên đấy. Hello mọi người, mình là Hoài Linh. Trong dịp Tết vừa rồi thì mình có nhận được một thử thách, đó chính là quay một video trồng cây trong dịp nghỉ lễ. Thì hôm nay thì mình có ra vườn với bà của mình và bà của mình đang trồng một cái cây là cây bồng khoai. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện cái thử thách của mình, đó chính là trồng cây bồng khoai trong dịp nghỉ lễ Tết. Chào các bạn, hiện bây giờ trên tay Linh là một gốc cây củ khoai bồng và một cái que. Thì cái que này Linh sẽ cần dùng để đào đất để trồng cây ấy. Thì bây giờ Linh sẽ bắt đầu đào nhé, thì các bạn cùng đón xem nhá. Bây giờ sau khi đã đào được một cái lỗ đất như thế này thì Linh sẽ cắm cái gốc
khoai bồng này xuống. Sau đó Linh sẽ lấp đất vào. À, khi mà lấp đất thì mình cần phải nén đất thật chặt để cho cây có thể đứng vững ấy. Các bạn ơi, cuối cùng thì Linh cũng đã hoàn thành thử thách trồng một cây trong dịp nghỉ Tết rồi. Thì hiện tại các bạn cùng xem thành quả của Linh đã trồng được số lượng cây khoai bồng như thế nào nhé. Sau một khoảng thời gian nữa thì cây khoai bồng sẽ lớn và phát triển lên thành những thân cây cao và có lá. Thì lúc đó thì thường các mẹ, các bà của mình sẽ sử dụng cái thân cây bồng này để nấu canh ốc, canh cá. Hoặc nhiều nhà thì có thể sử dụng nó để ăn ăn bún đó, ăn sống đó mọi người. Hello, xin chào các em, chị Liêu đây. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của năm mới đấy. Và các em còn nhớ thử thách trước Tết chị đưa cho mọi người không? Nếu như mà ai không thực hiện cái thử thách mà mình được giao thì sẽ phải chịu một hình phạt, đó là lì xì cho tất cả những bạn còn lại trong team đấy. Và hôm nay chị Liêu nhận lỗi đây. Trong Tết vừa rồi thì chị đã không thực hiện một thử thách này. Chị Liêu không dám làm thử thách này luôn ý. Xấu hổ quá. Chính vì vậy mà hôm nay thì chị đã chuẩn bị sẵn ở đây rất là nhiều các cái phong bao này. Để tí nữa chị lì xì cho các thành viên khác trong Liêu Liêu đấy. Còn bây giờ thì chị Liêu xin chúc các em có một năm mới 2020 thật là mạnh khỏe, thật là nhiều sức sáng tạo, làm được nhiều việc ý nghĩa. Và quan trọng nhất là các em sẽ quay trở lại trường học với một năm mới hiệu quả nhất. Chị Liêu và tất cả mọi người trong Liêu Liêu Kids cũng rất là muốn lắng nghe những cái điều mà các em đã làm được trong Tết vừa rồi. Vậy thì các em hãy comment xuống bên dưới nha. Còn bây giờ chị Liêu xin chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong những video sau nhé. Bye bye. Đừng quên đăng ký kênh Liêu Liêu để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.